mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh hôm nay thì auto trọng hòa địa chỉ đơn vị là số 24 nguyễn văn cử long biên hà nội có một chiếc xe để giới thiệu cho anh chị và các bạn đó là một chiếc toyota cora cross phiên bản 1.8 hv sản xuất là năm 520... chiếc này sản xuất là năm 2021 anh chị nhé với phiên bản này là phiên bản sử dụng động cơ xăng lai điện Harris cho anh chị và các bạn khả năng vận hành của chiếc xe rất là tiết kiệm và có trang bị đầy đủ những cái gói an toàn của Toyota cũng như là hệ thống cảm biến này, cam lùi này, hệ thống cam 360 và rất nhiều các tính năng an toàn khác để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm. Đây là những đường nét chi tiết về hệ thống mâm nốt của chiếc xe để các bạn có thể khám phá về một chiếc xe sản xuất năm 2021 siêu lướt với một dàn lốp liền đời chất lượng từ những cái phần bố phanh hay những phần mâm của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao luôn cam kết cho khách hàng các hạng mục trên văn bản hợp đồng giấy tờ là xe không bị đâm va không bị ngập nước bao trách test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chiếc xe Toyota Corolla Cross gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ những đường nét chi tiết sơ qua về ngoại thất của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể khám phá về chất lượng của chiếc xe ở phần đuôi xe thì nổi bật với những cái chi tiết tạo hình cũng như là có trang bị tính năng an toàn cảm biến cam nuôi giúp anh chị và các bạn có thể lùi xe một cách an toàn đảm bảo cho người phía sau à, với cái khoang cốp của chiếc xe thì cũng khá là rộng rãi cho anh chị và các bạn chứa được nhiều đồ cốp thì sử dụng hệ thống cốp điện có giữa vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý để anh chị và các bạn có thể là chứa được nhiều đồ đây là những đường nét về hệ thống keo chỉ này đinh tán này, tất cả các chi tiết vẫn còn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Anh chị và các bạn xem qua clip mà cần em hỗ trợ chụp kỹ chi tiết những cái phần nào thì có thể là liên hệ theo số điện thoại trên màn hình kết bạn Zalo. Em sẽ gửi đầy đủ chi tiết cho các bác có thể tham khảo và cân nhắc anh chị nhé. Nốp sơ cua của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể xem ở dưới này đây ạ. Tất cả các chi tiết vẫn còn rất mới ạ. Dạng nốp vẫn còn vạch sơn của nhà sản xuất. vách ngăn này với một cái không gian khá là rộng rãi đã bác chủ thì cũng đã trang bị như là ghế dạng dán kính này thảm trải sàn cam hành trình được trang bị đầy đủ cho anh chị và các bạn rồi Cái bác mua về sẽ không phải trang bị thêm nữa mà chỉ việc sử dụng thôi với cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì vô cùng tiết kiệm 3,7 lít cho đường trong phố và 4,5 lít cho đường ngoài đô thị những đường nét về keo chỉ hay những cái phần tably của chiếc xe mọi chi tiết những đường nét đánh giá tổng quát nhất của chiếc xe em đều quay rõ đầy đủ cho các bác có thể tham khảo và cân nhắc con ốc bản lề này và những cái phần bậc lên xuống cửa hàng thì bán xe ra có cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và các bạn có thể yên tâm ngoài ra thì cửa hàng sẽ có hỗ trợ các thủ tục như là sang tên di chuyển hay giao xe toàn quốc hỗ trợ thủ tục mua xe trả góp từ 50 đến 70 phần giá trị xe anh chị và các bạn có nhu cầu mà xem cần tham khảo thì hãy kết bạn Zalo với em đây là những cái chi tiết ở trần xe có trang bị như là hệ thống cửa sổ trời này rồi là những các chi tiết như hệ thống táp ly tất cả các chi tiết vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao đây là những cái phần như hệ thống cánh cửa cánh lái của chiếc xe anh chị và các bạn có thể tham khảo các chi tiết của chiếc xe các bác có thể tham khảo từ những cái phần hệ thống táp ly cánh cửa, phím bấm chức năng. mọi chi tiết phím bấm của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là rõ lét. Ở chiếc xe này thì nó có trang bị cho anh chị và các bạn tính năng an toàn Toyota Citizen. Cảnh báo lệch làn, phanh khoảng cách, cảnh báo cắt ngang, kiểm soát hành trình chủ động cũng như là có trang bị cảnh báo điểm mù, cân bằng điện tử, bảy túi khí, cảm biến bốn góc rồi là cảm biến đùi hệ thống cam 360 hỗ trợ khởi hành ngang dốc có 3 chế độ lái để anh chị và các bạn có thể lựa chọn Đấy. những đường nét chi tiết về để... hệ thống vô lăng hay là màn hình của chiếc xe tất cả các chi tiết phím bấm vẫn còn rất là mới Đấy. em quay như này cũng rất là khá là kỹ càng rồi anh chị và các bạn mà xem qua clip nếu mà mình là có trong nghề thì mình chỉ nhìn qua những cái clip em quay là các bác có thể nhận diện được khoảng 70 đến 80 phần trăm về chất lượng của chiếc xe rồi để đảm bảo an toàn kỹ lưỡng hơn thì các bác lên mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mình tin tưởng để mình có thể trách kiểm tra sản phẩm bên em bán ra thì đã kiểm tra rất là kỹ càng các hạng mục rồi nên rất là an tâm và tự tin đưa đến cho thông tin minh bạch rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể kiểm tra đây là những cái phần như hệ thống lắp cabo từ những phần ốc lắp cabo này những phần thanh răng đầu ống két nước tất cả các chi tiết để các bác có thể tham quan và đánh giá anh chị nhé. Mọi chi tiết vẫn còn rất là hoàn hảo từ những hệ thống keo chỉ rồi những phần ốc dàn cò, ốc chân máy, ốc mặt máy, keo mặt máy, tất cả chi tiết vẫn giữ được độ đẹp. Đấy, anh chị và các bạn có thể tham quan qua. Và với chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản HV 1.8 sản xuất là năm 520... hai 21 hiện đang được đưa bị chào bán với mức giá 835 triệu. Giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.